chào quá. Hà Nội mấy hôm nay lại vẫn nắng nóng. Hôm nay lại đỉnh điểm nắng nóng. Qua đây còn đỡ nhưng hôm nay nắng oi, nóng kinh khủng. Cây cối sắc sờ quá các bạn. Sắc sờ lắm. Mà cái thời tiết này thì nhất là phôi, dùng phôi ấy, mua về chợ về héo úa hoặc là ở đâu đó thì hạn chế đục hoặc là tác động nhiều các bạn, nó rất dễ mất nước. Và nếu mà có đục thì uống bôi kem lên dẹo, sẹo ngay các bạn nhé. Và che chắn cho cây, rất nắng, rất nóng. Cây rất hại ngoài. Rét quá cũng chết, nắng nóng quá cũng dở. Thì hôm nay làm con này tay chuột thì các bạn, đây các bạn nhìn. Dễ nó bén. Như cây này thì nó dữ liệu dễ xuống, nó đang còn ít cho nên là nó chưa bén được nhiều, nhưng mà nó là một cây trên chậu lâu năm nên là nó rất là dễ xấu. Đấy. Thì hôm đem ký đá cái này, bây giờ nó răm của nó bắt đầu phun khỏe thì tôi chỉnh lại một chút, cũng là để kích thích cho cây nó tiếp tục nó phun ra tiếp. Đấy các bác nhé, làm tí chứ cứ mấy hôm nay chả làm cây mới nào, hôm qua chợ cũng không đi được. Đấy, cây ngày trước là nó như này, các bác tưởng tượng ngày trước nó như này, nó theo chiều này, chiều mặt chậu chiều này này, thì bây giờ dựng nó là cây đổ, các bác ôm theo cái hòn đá này, thì hòn đá này thì nó sâu tận dưới này, thì tạm thời vùi lấp nó như này, sau hoàn thiện thời gian dài dài nữa sẽ dỡ đất ra và cho thay cả cái khay khác, thay cái khay mỏng đó, khay bùn rục mỏng. Lúc đấy là sao? Bây giờ cứ ươm như này đã. Đấy. Mùa này cố gắng tưới cây 2 lần sáng chiều các nhé. Nhất là các bạn nào để trên sân thượng thì thôi rồi, nắng. Cái mini vẫn cứ quen dùng kéo này. Các bác cứ chê cười mà nó là sở thích các bác. Kệ các bác thôi.
Khi nào nó dày chi chít thì tôi sẽ vặt đồng loạt và vặt lá luôn. Bây giờ nó cũng chưa được dày và cứ cắt đi đã, không mà để lá để cho cây nó phát triển, có cái thật nhiều rễ đấy, có cái rễ vuông ôm hòn đá đây, thì khi nào mà mình dỡ bỏ đất đi thì nó sẽ có cái nhúng chung đá đây, kiểu như có một cái mô đá nhỏ và nó lồi lên cái giải đất thì ôm cái rễ này vào đây, rễ này thì các bác xem lại cái video mà hôm nhấc nguyên cái cây này kỳ đá đó nhé. Đấy, hôm nay nó đã cũng um tùm như này rồi, cũng được đôi tháng rồi, đôi tháng nắng nóng ngày tới 2 lần này các bác, nó vẫn khô rồi. Đấy, hòn đá là nóng. Đấy, ý tưởng là hòn đá dựng cái bát lên như này, có cái này cục này đối trọng với cái thân xài của cây thì theo chiều này, và có xu hướng là quấn thủy ấy, quấn lấy cái hình hòn đá này. Đấy, chứ không đánh ra đây nhé. Chỗ này chỉ bông đỡ thôi, chỉ có ra đây thôi nhé. Chỗ này là thế nó nhé. Trước đây là nó theo cái trục chạy chính của nó ở đây này, nhưng bây giờ thì đánh nó ra đây cho nó nhìn thấy nó nghệ thuật tí, nhìn thấy nó cũng đẹp nhưng nó bình thường quá. Đấy, các bác cứ tưởng tượng trước đây nó dựng lên như này, vật ngửa cái hòn đá này thì bây giờ đổ nó ra như này. Đó, các bác nhìn cái đơn sơ này thôi mà sau là nó hoàn thiện thì nó sẽ đẹp. Đó, các bác nhé.